Còn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận được những tin tức mới hấp dẫn nhất từ kênh Nhật báo 24 giờ cập nhật mỗi ngày. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đợi đến với tin thể thao mới nhất 24 giờ hôm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận xét bất ngờ về tiền đạo Việt Kiều. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã từ Na Uy trở về và có đánh giá tiền đạo Việt Kiều Na Uy Alexander Đặng. Thưa quý vị, hôm nay ngày 7 tháng 5, huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở về Việt Nam sau khi có chuyến công du Na Uy để xem dò, đánh giá tiền đạo Việt Kiều Alexander Đặng. Chân suốt này thời gian qua liên tục bày tỏ nguyện vọng muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tại Na Uy, huấn luyện viên Park dự kháng trận đấu giữa Sanderjok và Nesotrael. Trận này, Nesotrael phải nhận thất bại và Alexander Đặng không thể hiện được nhiều, chơi mờ nhạt đương nhiên màn trình diễn đó khó thuyết phục vị thuyền trưởng đội tuyển việt nam sau đó đôi bên có cuộc gặp gỡ trực tiếp và trao đổi thông tin việc huấn luyện viên park đánh giá ra sao về alexander đặng là vấn đề được rất nhiều người hâm mộ quan tâm theo thông tin của báo giao thông ngay khi trở về việt nam ông park đã báo cáo với lãnh đạo vff nhưng chỉ ngắn gọn là phải theo dõi thêm được biết, ông Park chưa có kế hoạch sang Đảo Y để theo dõi thêm trận đấu nào của Alexander Đặng, nhưng vẫn cử trợ lý thu thập thông tin video về cầu thủ này. Về phần mình, gia đình Alexander Đặng đã gửi hồ sơ xin cấp quốc tịch Việt Nam cho con trai nhằm đáp ứng đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam. Alexander Đặng là một trong bốn cầu thủ Việt kiều đang sinh sống và thi đấu ở châu Âu lọt vào danh sách cần theo dõi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ba cái tên còn lại gồm Philip Nguyễn, Cộng hòa Trét, Jackson Quang Vinh Penden, Pháp và Kevin Bùi, Hà Lan. Thầy Park hờ hứng với tiền đạo Việt Kiều Alexander Đặng. Huấn luyện viên Park Hang đã về nước sau chuyến vi hành tại châu Âu và vẫn chưa có quyết định gì về việc có gọi cầu thủ Việt Kiều này lên tuyển Việt Nam hay không thưa quý vị sau khi có mặt tại Na Uy để xem dò tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng trong trận đấu giữa Trot và Deso thuộc khuôn khổ giải hạng nhất, huấn luyện viên Panos và đại diện của VFF là ông Đoàn Anh Tuấn trưởng phòng các đội tuyển quốc gia có cuộc gặp gỡ với cầu thủ Alexander Đặng và gia đình của tiền đạo Việt kiều này. Trước đó trong bài phỏng vấn trên website chính thức của Deso Alexander Đặng xác nhận về cơ hội khoác áo đội tuyển quê cha huấn luyện viên Park Hang Seo đã dự kháng trận đấu. Việc được khoác áo tuyển Việt Nam là một trải nghiệm tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi biết rằng sẽ rất khó khăn. Tiền đạo 29 tuổi cũng cảm nhận được sự cuồng nhiệt từ fan Việt lẫn kỳ vọng lớn lao của thầy Park vào mình. Việt Nam có tới 95 triệu người. Huấn luyện viên Park Hang Seo đã lặn lội quãng đường dài chỉ để gặp gỡ tôi. Vì vậy, đây là một cơ hội ngàn vàng rất quyết tâm được khoác áo tuyển Việt Nam, nhưng trong trận đấu ra mắt huấn luyện viên Park Hang-seo, rất tiếc là cầu thủ ghi 13 bàn ở giải hạng nhất Na Uy mùa trước lại chơi khá mờ nhạt. Kết quả, câu lạc bộ của Alexander Đặng thua với tỷ số 1-2. Chứng kiến màn trình diễn chưa thuyết phục của Alexander Đặng, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra thận trọng trong quyết định của mình, nên sau khi về nước, ông thầy người Hàn Quốc chưa có ý kiến cụ thể gì với VFF. Được biết, ông Park sẽ theo dõi thêm Alexander Đặng thi đấu qua màn hình rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Đại diện của VFF cũng cho biết thầy Park hiện chưa có đề xuất gì về việc đi theo dõi trực tiếp các cầu thủ Việt Kiều tại châu Âu trong thời gian tới. Dù vậy, thông qua nhiều kênh, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ theo dõi một loạt cầu thủ Việt kiều khác như Philip Nguyễn, thủ môn số 1 của câu lạc bộ Sloven Liberec ở giải vô địch quốc gia Cộng hòa Trách, Jackson Quang Vinh Biden đang đá cho câu lạc bộ Sotrat tại League 2 và từng khoác áo U18 Pháp. Kevin Bùi thi đấu cho đội U17 Vitesse Edham, từng được triệu tập vào đội U17 Hà Lan giữ giải trẻ châu Âu. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân vào đầu tháng 6 tới chuẩn bị cho Kings Cup diễn ra từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 tại Thái Lan. Nếu được VFF và huấn luyện viên Park Hang Seo tạo cơ hội, các cầu thủ Việt Kiều nói trên phải thuyết phục được về chuyên môn và hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch. Alexander Đặng đã sẵn sàng nhập quốc tịch Việt Nam Theo cha của Alexander Đặng, gia đình đã gửi toàn bộ hồ sơ cho người đại diện Mikhail Adampour để làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cách đây 3 tuần. Hôm qua ngày 5 tháng 5, huấn luyện viên Park Hang-seo dự khán theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ National Cha IL gặp Sanderfield trong khuôn khổ vòng 6 ở giải bóng đá hạng nhất Na Uy. Trước đối thủ mạnh hơn, Alexander Đặng thi đấu để cố gắng. Anh tích cực di chuyển để nhận bóng từ đồng đội, thậm chí lùi sâu, hỗ trợ phòng ngự khi đội bạn có bóng. Suốt trận, Tiền đạo Việt Kiều chỉ có vài cơ hội dứt điểm, song không có được bàn thắng. Alexander Đặng rời sân ở phút thứ 88 và Netsocha để thua đáng tiếc 1-2 trước Sanderfield. Theo lịch dự kiến, ngày 6 tháng 5, huấn luyện viên Park Hang Seo và đại diện VFF sẽ trực tiếp gặp Alex Đặng cùng gia đình. Ngày 7 tháng 5, ông Park sẽ trở về Việt Nam. Khi được hỏi về việc gia đình đã gặp gỡ huấn luyện viên Park Hang Seo hay chưa, ông Hiếu, cha của Alexander Đặng chia sẻ trên tuổi trẻ. Ông Hiếu chia sẻ với báo tuổi trẻ, ông Park đã đến xem trường thi đấu và bày tỏ nguyện vọng muốn gặp gia đình. Nhưng do chúng tôi để cho trường quyết định mọi chuyện nên chỉ có trường và người đại diện gặp huấn luyện viên Park. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng nhiều khả năng cuộc gặp đã diễn ra ngay sau trận Nestroja thua Sanderfield 1-2 tối ngày 5 tháng 5. Gia đình thực sự không biết gì thêm về cuộc gặp mặt này. Trường là người trầm tính và chỉ nói với gia đình khi mọi việc đã chắc chắn. Tôi không bao giờ muốn tạo cho trường áp lực cả nên cả tuần nay không gặp con và chỉ nhắn tin chúc con may mắn. Trong trận đấu với Sanofiat, trường có vẻ hơi run vì có luyện viên Park trên khán đài. Điều đó cộng với việc trường không nhận được nhiều sự hỗ trợ của đồng đội nên chưa để lại nhiều ấn tượng. Tuy nhiên tôi nghĩ với con mắt chuyên môn của mình, ông Park sẽ nhận ra điều đó. Alexander Đặng háo hức lên tuyển Việt Nam khi thầy Park tới xem dò. Tiền đạo Alexander Đặng không thể thực hiện được nhiều trong trận đấu có sự theo dõi của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ông Pauzer và bị thay ra ở phút 88. Thưa quý vị, vào tối ngày 5 tháng 5, câu lạc bộ Nesotrails của Alexander Đặng có trận đấu gặp Centrach Football tại giải hạng nhất Y. Trận đấu được truyền thông Việt Nam đặc biệt chú ý bởi sự xuất hiện của huấn luyện viên Pauzer, người mới sang châu Âu để xem dò chân sút gốc Việt. Biết tin thuyền trưởng tuyển Việt Nam dự kháng, bản thân tiền đạo 29 tuổi rất hào hứng và bày tỏ quyết tâm ghi điểm. Tuy vậy, diễn biến suốt 90 phút của trận đấu chắc hẳn không thể khiến Alexander Đặng hài lòng. Đối đầu đội bóng xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, chân sút Việt Kiều được xếp đá chính trong vai trò hộ công. Dù thi đấu cố gắng, tiền đạo mang áo số 10 vẫn chưa có nhiều cơ hội thể hiện trong suốt trận đấu. Trước đối thủ mạnh, Deso thường xuyên phải phòng ngự trước những đợt tấn công tốc độ ở hai biên và chỉ có thể thực hiện các pha phản công. Phút 65, tỷ số là 1-0 cho Senderjof Football sau khi Pontus Emblem thực hiện thành công quả đá phạt đền. Cơ hội được thắp lại cho Deso khi Marus Manet tân bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn đối phương, đưa trận đấu về và xuất phát. Những phút tiếp đó, Alexander Đặng thi đấu nhiệt huyết để chứng tỏ bản thân trước thầy Park, nhưng may mắn vẫn chưa đến với chân suốt 29 tuổi. Phút 88, tiền đạo Việt Kiều bị thay ra khỏi sân. Những phút sau đó, đội bóng của Alexander Đặng không thể bảo toàn tỷ số, chấp nhận thất bại trước Senators Football với tỷ số 1-2. Trên thực tế, trận gặp Center Church Football chưa phải màn trình diễn thành công của Alexander Đặng. Lý do có thể hiểu bởi đội bóng của anh phải gặp đối thủ rất mạnh, đang trong top đầu của bảng xếp hạng. Tuy vậy, trong trận đấu tối qua, có thể nhìn ra ở Alexander ưu điểm về thể hình tốt, tranh cướp bóng quyết liệt nhưng tốc độ chưa thực sự tốt. Tiền đạo gốc Việt đã quen với mặt sân, thời tiết ở châu Âu. Nhưng nếu về Việt Nam chơi bóng, chân suốt 29 tuổi sẽ phải làm quen với khí hậu nắng nóng, nhiệt đới ở Đông Nam Á. Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo gốc Việt cho biết, ông Pa Hang Seo đang ngồi trên khán đài và chúng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện riêng. Với tôi, việc khoác áo đội tuyển Việt Nam là một cơ hội lớn. Nếu tôi có được cơ hội này, đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Hôm nay, ngày 6 tháng 5, huấn luyện viên Pa Hang Seo và đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF sẽ làm việc với gia đình của chân suốt sinh năm 1990. Nhiều khả năng thầy Park sẽ cho cơ hội để Alexander Đặng về nước thử việc hoặc tham dự giải giao hữu King Cup tại Thái Lan trước khi nghĩ tới những giải đấu lớn hơn như vòng loại World Cup 2022. Alexander Đặng tịt ngòi trong trận đấu có huấn luyện viên Park Hang-seo dự khán. Chân sút Việt kiều đã không thể ghi bàn khi được thầy Park dự khán trong trận làm khách trước Fiat vào tối ngày 5 tháng 5. Trong trận làm khách tại giải hạng nhất Na Uy tối ngày 5 tháng 5, câu lạc bộ Nesrocha ra về trắng tay khi để thua một hai trước đối thủ Sandefjord. Đáng tiếc cho đội bóng của Alexander Đặng khi để đối phương ghi bàn phút 90. Về phần mình, chân sút Việt Kiều đã không thể ghi được bàn thắng dù anh đang nhận được nhiều sự quan tâm từ Việt Nam. Đặc biệt ở trận này, đích thân huấn luyện viên Park Hang-seo đã lặn lội sang Na Uy để chứng kiến ngôi sao gốc Việt chơi bóng. Tại Nesrocha, Alexander Đặng thi đấu trong vai trò hộ công. Ở trận này, anh đã thi đấu khá sông xáo và tích cực di chuyển. Tuy nhiên, việc gặp phải một đối thủ rất mạnh có thể là một nguyên nhân khiến chân suốt này bị đai bóng và không có nhiều cơ hội dứt điểm. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội khách Nets trận này là cầu thủ Marcus Menet sau pha bóng sau pha tăng bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn bên phía Sanderfield gỡ hòa một đều ở phút 67. Được biết sau trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ gặp gỡ Alexander Đặng và gia đình để nói chuyện và tìm hiểu thêm về nguyện vọng lên tuyển Việt Nam của anh được đánh giá là một tiền đạo chất lượng. Ngôi sao Việt Kiều này hứa hẹn sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo ở đội tuyển Việt Nam khi mà các chân sút Việt đang xa sút phong độ trong thời gian qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận được những video hấp dẫn cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.